bạn chẳng thể nào được quyền lựa chọn anh chị em ruột. Vậy sẽ ra sao nếu bạn có một cô em gái tệ nhất thế giới? Pinky quyết định đi ăn kem. Nhưng kem sẽ ngon hơn nếu chia sẻ nó với chị gái của cậu ấy. Mary, ăn cùng em đi. Có vẻ như Pinky cực kỳ thích ăn kem. Mary còn chưa kịp chạm vào vỏ ốc quế thì cậu ấy đã ăn xong cái của mình rồi. Và giờ cậu ấy còn mạnh dạn xin ké luôn kem của Mary nữa. Vậy sao vậy? Mẹ đã dạy rằng phải chia sẻ đồ ăn với đứa em yêu quý của chị mà. Mary không thể cãi lại lý lẽ đó được. Con bé bị sao thế? Nhìn cứ như đây là lần cuối cùng con bé được ăn kem trong cuộc đời này vậy. Ô, Mary không nên quá chịu em như thế. Cô ấy lại bị Pinky lừa rồi. Giờ cô ấy sẽ phải mua cái khác để ăn thôi. Và giờ là một người anh trai luôn luôn thích xen vào chuyện của em gái mình. Pinky không muốn anh ấy đọc được bất kỳ bí mật gì trong cuốn nhật ký. Cô ấy không nên rời đi như vậy. Ryan không thể chờ nữa. Để xem có thông tin gì hay ho để anh ấy có thể dùng để đòi tiền em gái. Nhưng Mary không bỏ qua đâu. Cô ấy sẽ bất chấp khó khăn gian khổ vì em gái mình. Ryan gặp rắc rối rồi đây. Pinky rất cảm động bởi vì Mary đã giúp giữ được những bí mật thầm kín nhất của cô. Pinky rõ ràng chẳng bao giờ quan tâm đến dọn dẹp. Mình không thể mặc cái này được, nó quá nhầu. Còn cái này thì bốc mùi quá. Cậu không tìm được gì trong đống lộn xộn này đâu. Lại đến giờ phải đến phòng tập gym rồi. Nhưng cậu ấy luôn luôn có thể mượn quần áo của Mary. Wow, phòng chị của mình quả thật rất gọn gàng, thơm tho đó nha. Mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ. Cái áo phông đó đâu nhỉ? Wow. Nó đây rồi nè. Pinky đúng là đi tới đâu, lộn xộn tới đó. Nhưng Mary vẫn dọn dẹp lại rất nhanh. Trong cô ấy còn rất yêu thích công việc này nữa. Và khách mời danh dự đây rồi. Cậu ấy vừa từ phòng gym về. Này, đừng có ngồi lên giường, em còn chưa tắm đâu đấy. Đây, trả chị cái áo này. Và đương nhiên, cậu ấy chẳng bao giờ thèm giặt đồ cả. Học hành cũng không phải sở thích của Pinky. Cậu ấy không biết làm bài tập về nhà, dù cho đã dành rất nhiều thời gian để đọc sách. Điều đó có nghĩa là cậu ấy chỉ có thể làm theo cách đơn giản và chọn bừa đáp án mà thôi. Đã xong. Cậu ấy có thể nhẹ người mà đi ngủ. Pinky tất nhiên cũng không quan tâm bị điểm kém. Cậu ấy ngủ say như em bé vậy. Nhưng Mary sẽ giúp đỡ. Nếu không nhờ chị gái, Pinky đã phải học lại rất rất nhiều môn học rồi. Trời sáng thì bài tập cũng đã xong. Trời ạ, cậu ấy còn chẳng thèm nói cảm ơn nữa kìa. Ít ra vẫn còn một thứ hai chị em giống nhau, đó là thích đi mua sắm. Nhưng khi về nhà mệt thật đấy. Mary, xách túi giúp em đi, nhẹ ấy mà. Chị sẽ chả cảm giác gì đâu. Mary rất kiên trì. Cô dù sao cũng đã giúp em gái rất nhiều rồi. Nhưng liệu Pinky có bỏ cuộc khi cậu ấy muốn thứ gì đó hay không? Không đời nào. Nào, để xem ai thắng nha. Một kế hoạch thật nghịch ngợm. Mary nhìn đi, em chảy máu rồi. Giúp em. Cô gái quá tốt. Ngay lập tức đã cầm túi giúp cho Pinky. Nhưng chiều quá thì em gái dễ được nước làm tới lắm đấy. Tội nghiệp Mary. Cậu không nên dễ tin người như vậy đâu nha. Mary có một kênh vlog. Và em gái cô lại chẳng hề ngại ngùng chen ngang vào lúc cô đang phát trực tiếp. Cậu ấy cũng muốn trở thành một ngôi sao, hoặc cậu ấy chỉ muốn trả đũa chị gái mình mà thôi. Pinky làm vậy là quá đáng lắm luôn. Một trận cãi vã biến thành vụ cướp điện thoại rồi. Đứng lại, trả điện thoại cho chị. Đây đúng là một cuộc săn đuổi thế kỷ. Mary sẽ sớm đuổi kịp Pinky. Nhưng cậu ấy lại càng chạy xa.
vẻ như phát trực tiếp đã bị ngắt rồi. Chiếc điện thoại đã sập nguồn ngay phần thú vị nhất. À, thật thất vọng. Giờ thì đi về thôi. Nhưng tâm trạng không được như lúc trước nữa. Hỏng cả một ngày vui rồi. Đây, trả chị chiếc điện thoại, em không cần nữa. Ngay khi muốn nói chuyện thì cậu lại chảy nước mũi. Và tất nhiên, Mary sẽ không cho em gái đi chừng nào con bé khỏe hơn. Cô là chị lớn nên phải chăm sóc cho em. Mary chỉ là số mũi thôi mà, cho em đi đi mà. Cho em đi đi. Không, Mary đã mở hộp thuốc ra rồi. Trà chanh, quấn khăn vào cổ, đo nhiệt độ. Ồ, tội Pinky, cậu ấy đã rơi vào vòng tay âu yếm của chị gái rồi. Mary, em đã uống quá nhiều thuốc truyền thống này rồi. Chỉ cần một viên thôi là đủ. Giờ em sẽ trốn khỏi nơi trông như ở bệnh viện này đây. Đồ ăn vặt tuyệt đấy. Nhưng không phải ai cũng ăn được đâu nha. Pinky, em không thấy ăn. Đừng quên em bị dị ứng đấy. Chuyện này khó chịu thật sự á. Nhưng cả hai đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Pinky cố gắng lấy quả đào ngon ngọt này. Còn Mary luôn muốn bảo vệ sức khỏe của em mình. Nhưng hôm nay Pinky thắng. Ý tưởng thật tệ. Trong 10 phút nữa, cậu ấy sẽ quay lại với mụn đỏ ngứa mọc khắp người. Lại đây nào Pinky, ăn đào nữa nè. Mary rất tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội để trêu em gái đâu nha. Mary đang đi hẹn hò với bạn trai. Cô ấy đã mong chờ buổi hẹn này từ rất lâu. Và Pinky từ đâu ra thế này? Thôi xong, giờ thì buổi hẹn lại bị phá rồi. Hình như cô em gái muốn tiết lộ toàn bộ sự thật về Mary. Còn có cả bằng chứng nữa nè. Đây là ảnh Mary đang nặng mụn. Còn đây là ảnh mặt mộc của chị ấy. Oh, nóng phết đấy. Đây là những gì xảy ra khi cậu phá hỏng buổi hẹn hò của chị gái đấy. Mary có một buổi hẹn phỏng vấn xin việc sắp tới. Cô ấy cần trông thật hoàn hảo. Một chiếc áo sơ mi chuyên nghiệp với chân váy bút chì sẽ tạo được ấn tượng rất tốt. Nhưng Pinky nghĩ rằng phong cách này của chị gái mình trông rất là chán. Cậu ấy quyết định phải sửa sang lại hình ảnh cho chị mình. Không kịp tìm trang phục mới đâu. Chị sẽ phải mặc bộ đồ này để đi phỏng vấn. Ai biết được lỡ như giám đốc sẽ thích nó thì làm sao? Nhưng không sao, họ không hề thích nó. Hồ sơ của bạn rất tốt, nhưng trang phục thì đúng là không chấp nhận được. Ra khỏi đây đi. Oh, Mary chuẩn bị dạy em gái một bài học. Cậu ấy nên trốn đi thôi. Pinky chơi với những người bạn rất kỳ lạ. Cậu ấy tổ chức rất nhiều các bữa tiệc. Mary thì không hài lòng chút nào. Mấy đứa rất ồn và bật nhạc quá lớn. Cô ấy thà nằm yên đọc sách còn hơn. Nhưng làm sao để đuổi mấy đứa này về hết bây giờ? Mình nghĩ đến lúc gọi điện cho ba mẹ rồi. Nhà mình có người đột nhập. Nhưng hai chị em không bao giờ bất hòa vào ngày sinh nhật. Họ chỉ vui đùa và ôm nhau. Tất nhiên, cả màn tặng quà tuyệt vời nữa. Một chiếc iPhone mới. Pinky à, thật là ngọt ngào. Nhưng em gái cô không phải kiểu sẽ tặng những món quà đắt tiền. Cậu ấy chọn việc úp mặt Mary vào chiếc bánh kem. Làm sao Mary thích điều này được đây? Phép màu không xảy ra. Pinky không bao giờ thay đổi. Bạn có chị em gái không nào? Hai người có hợp nhau không? Hãy kể với chúng mình ở phần bình luận nha. Chúng mình rất muốn biết. Và đừng quên thích video này, nhấn vào chuông để không bỏ lỡ những video thú vị nha.